Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất, nhằm ngày 9 tháng 9 năm 2018. Thì như lời hứa thì huynh đệ thầy trò mình cứ mỗi một tháng mình vân tập về cái tỉnh thất để mình tụng kinh một lần. Mà cái mình lựa vào ngày chủ nhật của cuối tháng âm. Sáng nay thì ở chùa mình cũng làm lễ, chiều nay mình làm lễ ở đây. Thì giờ tôi muốn là cái lòng của thầy và mấy huynh đệ mình ít như vậy đi, cái tỉnh thất mà mình mười mấy hai chục bạn co bà con mình thôi, rồi mình học đạo nó rõ ràng, coi như là mình gặp lại là mình học đạo. Thì thưa quý vị, thì bữa nay thầy nói cho quý huynh đệ nghe vài cái yếu chỉ của Phật giáo, các vị ráng lắng lòng nghe cho rõ. Bởi vì khi mà cái hoàn cảnh nó thanh tịnh như thế này nè, thì cái tâm thầy nó cũng được thanh tịnh theo. Cho nên tôi nhớ rất là nhiều cái lời Phật ý tổ. Vậy mà bây giờ các Phật tử thương thầy á, theo thầy phải học đạo. Thầy có khả năng đó thì các vị phải cố gắng học, chứ còn không khéo nó uổng lắm. Bây giờ tôi nhắc lại cho quý huynh đệ về biết về cái đạo Phật của mình á, quý vị nhớ khẳng định cho rõ. Cái đạo Phật mình là đạo giác. Đạo giác có nghĩa là đạo tỉnh thức. Còn chúng sanh mình đó thì còn mê. Cho nên bây giờ mình cần học cái đạo tỉnh thức để cho mình thức. Mà bây giờ á, cái đạo tỉnh thức á, tôi chia sẻ cho mấy huynh đệ ba cái vấn đề nha. Nhớ bữa nay tôi nhắc ba vấn đề các huynh đệ phải nhớ. Các cái duyên dày á, thì mai mốt thầy có tấm bảng nhỏ ở đây mình học. Thứ nhất đó là nói về cái đạo của Thinh Văn, hay nói khác hơn là con đường tu của Thinh Văn. Thì ban đầu á, khi mà Đức Phật mới có thành tựu Bồ Đề á, thì Đức Phật không có nói cái đạo Thinh Văn. Tôi nói các vị rõ nè, Phật vừa thành đạo Bồ Đề rồi thì Phật lại nói một câu rằng là nhất thiết chúng sanh cựu cửu hữu cụ túc Như Lai đức tướng, là tất cả chúng sanh á, đều có đủ cái trí tuệ đức tướng của Như Lai. Cho nên vì vậy mà lúc đầu Phật thành Phật thì Phật nói câu đó đó. Bây giờ cái câu này là tôi nhắc lại vấn đề phải thuộc Lào nha. Nếu không thuộc chữ Hán được đó, thì phải thuộc bằng chữ Việt. Là nhất thiết chúng sanh cựu hữu Như Lai đức tướng, hay là cụ túc Như Lai đức tướng, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Nhưng mà bây giờ chúng sanh họ nghe câu này đó, mình xin lỗi là có nhiều người nghe câu này trong kinh, ví dụ là họ nghe họ như đuôi như điếc vậy đó. Họ nghe nhưng mà họ không hiểu gì hết trơn. Tại sao chúng sanh là chúng sanh? Chứ tại sao chúng sanh có đủ cái đức tướng của Như Lai? Cho nên họ nghe họ không hiểu gì hết. Vì họ, cái quan niệm thông thường của trần đời mình á, cái quan niệm rằng chúng sanh và Phật nó có một cái ranh giới ngăn cách rất là xa, chứ không có khả năng hiểu rằng là chúng ta và chư Phật là một. Cho nên không hiểu, cho nên buộc lòng Đức Phật cứ thấy, gọi là thấy ngao ngán quá. Mình nói theo cái kiểu trần đời là buồn đi. Buồn là bây giờ ta thành Phật, ta thấy chúng sanh và ta nó không khác, nhưng mà chúng sanh chấp quá nói không hiểu, cho nên Phật mới đòi nhập diệt. Bạn nói thôi ta nhập diệt.
Thế thì hàng chư thiên mới khải thỉnh Ngài là Bạch Thế Tôn. Ngày xưa nơi cung trời đấu xuất á, Thế Tôn có phát nguyện là xuống cõi Ta Bà này để giáo hóa chúng sanh. Rồi khi Thế Tôn ra đời ở tại cung Ca Tỳ La Vệ á, con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, rồi Thế Tôn dạo bốn cửa thành, rồi Thế Tôn cảm thấy cái cuộc đời trần tục này chúng sanh khổ đau, Thế Tôn phát nguyện là lìa bỏ hoàng cung để tìm cho được cái chánh giác, cái chân lý. Thì chúng con á, sở dĩ theo phò Như Lai, theo phò Thế Tôn, vẹt tất cả những con đường đi khó khăn cũng có, thuận cũng có, chông gai cũng có. Thế Tôn, chúng con phò trì cho Thế Tôn để cho Ngài thành Phật, để Ngài giáo hóa chúng sanh. Vì vậy mà những cái khó khăn nào thì chúng con cũng cố gắng hộ trì cho Ngài, và Ngài cũng tinh tấn để Ngài vượt qua, để Ngài thành Phật. Mà bây giờ chả lẽ nào Ngài thấy chúng sanh khó dạy rồi cái Ngài nản lòng hay sao? Các vị nhớ cái điều này, đây là sự thật nhé. Cho nên á, dầu rằng Đức Thế Tôn, Thế Tử Tất Đạt Đa Đi Tu nó có những cái chông gai, nhưng mà thật sự chông gai của Ngài là để thử Ngài thôi. Chứ còn hàng chư thiên, hàng trời người, vua chúa ta đã đi dẹt đường hết rồi, cái gì rõ chỗ đó. Cho nên sở dĩ muốn cho trần đời này minh chứng rằng cái sự thành đạo của một vị Thế Tôn á không phải dễ, nhưng mà thật sự là cái phước của Ngài cho nên có sự phò trì hết rồi. À, bây giờ Ngài chẳng lẽ nào vì thấy chúng sanh căn cơ nó thấp kém như vậy mà Ngài đòi Ngài nhập diệt, thì cái chuyện khổ đau chúng sanh muôn đời ai giải quyết? Cho nên chúng con khải thỉnh Ngài trụ lại đời. Thì khi hàng chư thiên nói điều đó, Thế Tôn đồng thuận trụ lại đời. Nhưng mà Thế Tôn nói vậy, ta hứa với các ngươi ta trụ lại đời, nhưng mà khi nào ma vương thỉnh ta nhập diệt là ta nhập diệt đó nghe. Thế thì đúng như vậy, các ngươi thấy không, cho tới năm 80 tuổi Thế Tôn già yếu bệnh tật rồi, thì lúc đó đó hàng chư thiên không có thỉnh nữa. Mà theo lẽ Ngài A Nan hay là các đệ tử lo thỉnh Thế Tôn ở lại lâu cuộc đời này thêm một thời gian nữa thì tôi nghĩ nó không khó. Nhưng mà tại lúc đó Thế Tôn nói bây giờ hôm nay ta già ta yếu rồi, thế thì bảo ma vương mới thỉnh Thế Tôn gặp gì, tại ta thỉnh trước. Cho nên Thế Tôn chỉ hứa một lần thôi, ta thỉnh trước. Cho nên có một lần tôi đọc trong kinh Đại Bảo Tích phải, có một lần tự nhiên các hàng tỳ kheo thấy Thế Tôn già, cái tự nhiên mấy hàng tỳ kheo buồn. Thế Tôn biết rằng cái nỗi lo của chư tỳ kheo, Thế Tôn nói các ông buồn cái chuyện gì dễ dẫn vậy, trên đời này ai không già, ai không bệnh, ai không chết, cái chuyện lớn mấy ông không lo, mấy ông lo chuyện dễ dẫn vậy. Thế Tôn rài vậy không, đừng có lo chuyện đó. Như vậy là Như Lai Thế Tôn, cái tâm của Ngài, cái tư tưởng của Ngài là một bậc siêu phàm, một bậc giải thoát, giác ngộ. Nhưng mà về cái báo thân này đó, thì các vị biết rằng cũng như mọi người thôi. Chứ nếu Thế Tôn mà dùng tu hành mà để mà dùng cái thần thông để mà chưởng cái thân này nó trở thành châu ngọc hay trở thành gỗ đá, thì tôi hỏi các vị ngày nay mình có tôn phò Thế Tôn làm cái gì? Quý vị rõ điều đó không? Như vậy tất cả chúng ta nhớ, đối với đạo Phật các vị ráng là bằng cái tâm thôi. Rồi cái sự giải thoát giác ngộ thì đường ai nấy đi nghe. Thầy mà bây giờ thầy có tu hành mà trở thành ông thánh đi nữa thầy cũng không cứu các vị được đâu nghe. Tại vì cái đường giải thoát giác ngộ là mạnh ai nấy đi. Vì vậy các vị thầy muốn bây giờ còn lại những Phật tử thương thầy thật sự như thế này á, tôi không cần các vị lo cho tôi về mặt tiền bạc đâu. Tôi không cần quý vị lo cho tôi về mặt cơm nước đâu. Bây giờ nói ăn chúng ở cũng nhiều rồi, thấy không? Vừa chùa vừa thất. Thì bây giờ thầy không có lo về ăn mặc ở, thật sự thầy không lo nữa đâu. Mà bây giờ thầy muốn các Phật tử phải tu. Khi mà thầy muốn như vậy thì nhiễm nhiên quý vị phải nói câu đầu là thầy tu đi tụi con tu. Thì bây giờ thầy trò cùng tu, mình nói với nhau để mình dìu đỡ với nhau tu. Thật sự mấy năm qua đó, tôi cũng đánh đổi quá nhiều cái lỗ lã.
để đổi lại để cho có ngày hôm nay thì mình cũng thấy rồi, cuối cùng cũng rồi, người thì già nua, người thì bệnh tật, tôi thì tuổi ngày đã một thêm, thành ra mình thấy đâu có được cái gì đâu. Cho nên nói các vị biết mấy bữa nay á, thầy Quán Đăng đi về quê á, đi về thăm quê hương, tôi đâu có về chùa được, mỗi lần muốn đi về nhờ đạo hữu Sơn lại trở về, các vị thấy nhìn cái chùa nó buồn lắm, ở đâu nó quen rồi, nhìn thấy bàn thờ hiu quạnh rồi vô cái phòng cũng hiu quạnh, nhưng buồn lắm. Nhưng mà rồi mình cũng phải tập buông thôi, nhưng mà rồi mỗi một tuần cũng phải ráng về tụng hai thời kinh. Cái chỗ đó cái chỗ quyến luyến, nhưng mà từ cái quyến luyến đó mình mới cố gắng mình tu. Bây giờ thầy nhắc lại cho các vị, đó là cái vấn đề mà tôi muốn nói. Khi mà Đức Phật nói Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì hàng chư thiên thỉnh Ngài trụ ở lại, thì Ngài bắt đầu Ngài nói cái pháp cho hàng thinh văn, là Ngài nói những cái bài kinh A Hàm. Bài kinh A Hàm là những cái bài kinh mà nó thông thường, nó chưa có vấn đề gì cao siêu hết. Ví dụ như Phật ra đường, Phật gặp con chó đói, thì Phật nói cái bài kinh con chó đói. Phật nói nguyên do từ đâu mà chó nó đói, rồi dạy cho cái nhân để suy ra cái quả, để rồi chúng sanh thấy cái cảnh đó chúng sanh sợ tu. Đó là Phật nói những cái bài pháp thông thường như vậy. Rồi hay là Phật ra đường, Phật gặp cái gò mối, thì Phật nói cái bài kinh gò mối. Rồi Phật gặp khúc cây trôi, Phật nói bài kinh khúc cây trôi. Cho tới một hôm Phật gặp con chó chết giữa dòng sông, Phật nói bài kinh con chó chết giữa dòng sông. Đó, cho nên ý tôi muốn khơi lại cho các Phật tử hiểu, để rồi hiểu được cái quá trình mà cái sự giáo hóa của Đức Thế Tôn. Khi các vị rõ rồi đó, thì từ cái rõ ràng đó các vị đọc kinh Đại Thừa các vị không có phỉ báng. Ví dụ có lần Phật thấy con chó chết giữa dòng sông, nó nằm nó chết trôi vậy đó, thì Phật mới nói cái câu chuyện nghe rất hay à, các vị nhớ nè. Phật mới nói một cái câu chuyện, Phật mới này chưa tỳ kheo. Có hai vợ chồng nọ nuôi một con chó, họ rất là thương con chó đó, chiều nào họ cũng dẫn con chó đó đi ra bờ sông chơi. Thì cái bữa hôm đó đó, tự nhiên nó có một cái làn gió từ bên bờ sông bên kia thổi qua. Tôi thí dụ như cái ngày nay đi, cái nồi kho quẹt nó thơm nồng. Thì con chó này thay vì hàng ngày nó trung thành với chủ, nó đi theo chủ, nó không bao giờ nó có cái tâm lưu luyến, cái tâm mà nghĩ vẩn vơ đâu hết đó. Mà hôm nay tình cờ có cái mùi hương từ bên bờ sông bên kia qua, nghe cái mùi kho thơm quá, con chó nó khịch nó khịch 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 khịch. Cái ông chủ nói thôi con quay lại đi con, đó là cái bẫy đó con. Cái con chó nó không khịch nữa mà nó quắt đuôi, nó quay đầu trở lại với chủ. Cái lần thứ hai còn gió thổi ào qua, cũng cái mùi thơm nực nồng bay qua, con chó nó khịch 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 khịch, nó chạy ra tới bờ sông. Cái ông chủ nó thôi con, trở vô con, cạm bẫy đó con. Thì nó nghe vậy nó trở vô. Tới lần thứ ba, cũng cái làn gió thổi cái mùi thơm ngào ngạt bay qua. Cái ông chủ nói bà thấy không bà, hai lần rồi con chó nó trung thành với chủ vậy đó, mình thấy không mình? Nó nghe cái mùi lạ thơm như vậy mà mình kêu nó vẫn quay lại, mình thấy không mình? Cái bà vợ nó chưa chắc à. Tới lần thứ ba, nó nghe cái mùi thơm ngào ngạt, nó chịu không nổi, nó nhảy ùm xuống nước, nó lội qua bên kia. Thế là cuối cùng nó chết giữa dòng sông. Thì tôi nói các vị nghe là thời đó đó, cái thời mà Phật nói kinh gọi là A Hàm, kinh Nguyên Thủy, là Phật nói những bài kinh rất là đơn giản như vậy, để nhằm dạy cho chúng ta đừng vì cái mùi hương. Ví dụ Phật dạy là đừng vì sắc, đừng vì thanh, đừng vì hương, đừng vì vị, đừng vì xúc pháp, sắc thân hương vị xúc pháp mà chết như vậy. Các vị rõ không? Cho nên cái ban đầu là cái chúng sanh, cái căn cơ họ còn thấp thỏm, thì Phật chỉ nói những bài kinh đơn giản để cho chúng sanh rõ chứ thôi. Thì như vậy cái thời gian này nó chưa có gọi là kinh tạng phát triển, hay là đại thừa, hay là cái triết lý gì sâu sắc hết.
Thì thí dụ như Phật thấy câu chuyện đó, Phật ra đường Phật thấy câu chuyện đó, Phật về Phật kể lại cho chư tỳ kheo nghe, để chư tỳ kheo né tránh những cái cạm bẫy như vậy, thì gọi là a hàm. Rồi sau cái quá trình mà nhuần nhuyễn hết trơn rồi thì bắt đầu Phật mới nói cái kinh cao tột, đó là kinh Bát Nhã. Bát Nhã Ba La Mật. Sự thật các cái bộ kinh sau này mà chúng ta có mặt chúng ta đọc á, thì hiển nhiên là nương những cái gốc ban đầu này nè mà hình thành lên những cái kinh tạng đại thừa, chứ còn không có vị nào mà dám viết sai ý Phật hết. Nhưng mà một thời gian gần đây á, tôi thấy giữa cái tư tưởng Nam truyền và Bắc truyền, hay là nói tiểu thừa đại thừa, bắt đầu quýnh nhau quá, quýnh nhau nó quá kịch liệt. Kịch liệt xong rồi ngồi lại với nhau. Nhưng mà bây giờ á, thì cái truyền thông bây giờ nó mạnh quá, cho nên tiếp tục khẩu chiến với nhau, ngôn ngữ chiến với nhau. Mà cuối cùng là chỉ có mấy thầy tu không tới, với mấy Phật tử chưa có hiểu rồi. Thí dụ như bây giờ các Phật tử thương thầy thì nó là thầy mình trúng, thầy mình giỏi. Phật tử thương con thầy kia, nó thầy kia giỏi, bắt đầu cấu xé nhau. Thế thì mình lại thêm một cái bệnh, một cái tật bệnh nặng nề trong cái giai đoạn này mà tôi lo lắm các vị. Nhưng mà lo thì bây giờ tôi chỉ giảng nhiều là trên màn hình, mà thật sự ra các vị biết trên màn hình thì thầy giảng cũng được, biết nó cũng quen rồi. Nhưng mà màn hình nó thì giống như vô cảm vậy, có nhiều khi nói giống như mình thấy mình vô cảm vậy. Thành ra có những vị như thế này nè, khi thầy giảng nó mới có sự cảm với nhau. Thì các vị biết đó, thầy sẽ cố gắng. Tại sao theo lẽ mình cũng ở chùa, nhưng mà tại sao mình thầy phải dời về tỉnh thất mỗi tháng một lần, là tại thầy muốn những vị mà về đây là coi như những vị muốn học đạo. Còn ở chùa thì tại vì nó đủ hết trơn rồi, cho nên có khi giảng, có khi nó muốn nói gì nói, phải không? Tại vì cái cảnh nó như vậy thì mình nói vậy. Thì bây giờ các vị ráng gì học đạo. Thì bây giờ tôi nhắc lại, thì khi Phật nói ban đầu á, là Phật nói cho hàng tinh văn, là Phật nói cái gọi là nhất thiết trí. Nhất thiết là tất cả. Trí đây á, là chưa hẳn nói trí tuệ, mà trí ở đây mới từ cái sự nhận thức thôi, mới ý thức thôi, cho nên gọi nhất thiết trí. Ý thức cái gì? Để cho hàng tinh văn á, gọi là hàng tiểu thừa đó, thấy được cái thân này nó vô ngã, thấy được cái ngã không. Bởi vì xưa nay á, chúng sanh á, cứ chấp cái ngã này là thiệt nè, cái tôi này là thiệt, cho nên chấp là cái ngã có, rồi chấp cái bên ngoài có nữa, cho nên gọi là ngã chấp và pháp chấp. Thành ra cái bước ban đầu của Đức Phật dạy á, là làm sao cho những vị tu hành bước chân vào đạo thấy được cái ngã không nhưng mà pháp hữu. Mà sao? Ngã không có nghĩa là thấy cho được cái bản thân này rõ ràng nó là không. Không đây là nó không tác giả, nó không chủ thể, nó không trường tồn, nó không cố định. Mà các vị thấy rõ là phải vậy không? Nếu nó là khỏe thì ngày nay đâu có dám vậy đâu. Nếu nó khỏe thì cái đạo tràng mình chiều nay cũng ba mấy người đó. Ví dụ vậy nay thì sao? Người thì bị nhức chân, người thì bị lên máu, người thì bị lưu, người thì bị tào tháo được. Thật ra không phải là chiều nay tôi thấy là không phải là người ta vắng là hoặc là không có lý do, nó thật như vậy. Cả là sáng chùa này cũng vậy, sáng nay thì bà cụ Diệu Trí thì nó là tăng xong lên là cụ bảo vệ, mẹ con cụ Thái Cúc thì cô Lan thì bệnh lưu, cảm không dám đi sợ lây người khác. Chú Quyền thì bị Tào Tháo rượt đi qua, cho tới giờ coi như cũng còn rượt, vân vân. Thì cô Quyền thì cái giò nhắc không lên mà chiều nay cũng phải ráng đi dũa đó. Rồi chiều nay Ngân nó sợ khách đông con về không được, rồi chiều nay dân ai cũng có lý do là lý do chính đáng hết. Cho nên thầy nói trở lại là Đức Phật sở dĩ muốn cho mọi người ban đầu thấy được cái bản thân này nó vô ngã, vô ngã là nó có tác giả. Nhưng mà chấp cái pháp có. Pháp ở đây không phải là cái pháp thế gian, mà cái pháp là Niết Bàn và Bồ Đề.
Cho nên hàng tinh văn họ tu á, họ thấy được cái thân này là giả, nhưng họ tu để họ lên được Niết Bàn, họ lên được Bồ Đề. Quý vị rõ chỗ đó chưa? Cái này tôi nói phân tích kỹ ba cái trí này rồi nghĩ nha. Cho nên như vậy cái bước ban đầu á, là cái người mới tu ban đầu là phải quán chiếu cho được cái ngã chấp này là không. Mà ngược lại thì cái tâm linh họ cho là có, họ tu để họ đạt tới chỗ Bồ Đề Niết Bàn. Đó là ban đầu như vậy. Thì ai tu như vậy thì quý vị thấy là giỏi chưa? Giỏi rồi chứ không. Nếu mà ai mà tu mà để diệt được cái bản ngã đó, diệt được cái ngã chấp này mà để đạt cái chỗ Bồ Đề Niết Bàn thì là giỏi rồi. Nhưng mà lúc này cái quan niệm Bồ Đề Niết Bàn của Đức Phật lúc này đó, thì Phật chỉ mới nói là Niết Bàn này á, là cái Niết Bàn có ở chỗ là gì? Là khi tu để nó trở thành một cái tịch tịnh vắng lặng, nó có an lạc thôi. Chứ Phật chưa có phân tích rõ, bởi vì họ mới bước đầu như vậy. Cho tới bước thứ hai thì Phật dạy cái đạo Bồ Tát. Thì đạo Bồ Tát á, thì bắt đầu Phật cho lên một bậc nữa, thì Phật dạy là ngã không, pháp cũng không. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát á, thì Ngài thấy rằng có tức thì không, không tức thì có. Cho nên nó quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thì lúc này hàng Bồ Tát chỉ thấy ngũ uẩn giai không thôi. Mà ngũ uẩn là thân, thân của mình là thân ngũ uẩn, là sắc thọ tưởng hành thức nè. Như vậy cái thân này ngũ uẩn thì bên ngoài này cũng là ngũ uẩn hay là vạn pháp. Cho nên ngũ uẩn với vạn pháp nó đều là giai không thôi. Lúc này là hàng Bồ Tát họ thấy chỗ đó, cho nên họ họ nằm trong một cái trạng thái họ thấy tất cả các pháp đều là giai không. Giai không cho nên họ là sao? Họ cũng chưa đạt tới cái sự rốt ráo nữa. Vì vậy mà cái lúc này Đức Phật gọi là đạo chủng trí. Đạo chủng trí có nghĩa là cái con đường lý trí để là chủng tử trí này là cái trí để thành Phật. Thì cho tới bậc mà Như Lai Thế Tôn Vô Thượng Giác á, thì lại là Đức Phật nói vạn pháp duyên sanh. Do nhân duyên mà sanh thì gọi là có, mà hết cái sự hòa hợp duyên sanh đó thì rã ra thì phải gọi là gì? Là diệt, là không. Như vậy thì bây giờ khi thành Phật rồi đó, thì rõ ràng là ông Phật này ông nhắm vào ở chỗ nhân duyên, là ông thấy vạn pháp này coi như là trung đạo. Trung đạo, Ngài không nói nó có mà Ngài cũng không phủ nhận nó là không. Ngài biết rằng do cái duyên, mà cái duyên không phải là một duyên, mà vô cùng cái nhân duyên nó hiệp nhau nó thành một thứ, thì Ngài gọi là sanh, gọi là có. Rồi một ngày nào đó cái duyên nó rã ra, nó chia ly thì gọi là diệt. Nhưng mà diệt nó có mất không? À, bởi vì các vị thấy, mình thấy nó tự nó mất, chứ nó không không có một cái trạng thái nào, không có một pháp nào mà nó lìa khỏi cái vũ trụ này hết. Bởi vì cái màu vũ trụ này á, nó vô cùng vô tận, nó không có đầu, nó không có đuôi. Cho nên vì vậy mà các vị nghĩ nó mất đi đâu? Cho nên nó tất cả nó trả về những cái không ban đầu. Những không ban đầu nó hợp với có, không, không có. Cho nên Ngài thấy cái hạng pháp này Ngài tùy duyên hết. Thế thì thành Phật rồi nó không có trốn chạy. Thành Phật rồi thì coi như là có thì gọi là sanh, mà hết sanh thì gọi là diệt. Cho nên Ngài sống trong một trạng thái vô cùng gọi là Như Lai là vậy đó. Như Lai là không đến, không đi, không sanh, không diệt, thì gọi là Như Lai. Như vậy Như Lai thành Như Lai rồi, Như Lai không hề bỏ cái thứ gì, mà ngược lại thì Như Lai cũng sao? Không hề ôm chấp một thứ gì. Có cũng được mà không cũng được, vì tất cả đều là tùy duyên hết. Cho nên trong kinh Đức Như Lai mới nói, hễ ai thấy được nhân duyên là thấy pháp, mà ai thấy pháp là thấy được Như Lai. Như vậy thì thầy giải thích, thế thì cái bậc Như Lai Thế Tôn á, thì Ngài gộp lại hai cái trí đầu để Ngài thành tựu cho Ngài gọi là nhất thiết chủng trí. Ha, thinh văn thì nhất thiết trí, Bồ Tát thì đạo chủng trí,
và Như Lai thì nhất thiết chủng trí là gom hai cái trí, nhất thiết trí và đạo chủng trí này cộng lại thì Như Lai là nhất thiết chủng trí. Như vậy khi thành Như Lai rồi đó thì mình không có còn não phiền và không có bị các pháp nó chi phối, mà cũng không rời các pháp. Như vậy thì Tổ sư Quyền Giác nói cái câu mà tôi suy nghĩ đầu tiên hồi xưa tôi giảng á, mà tôi không hề rõ cái ý của Ngài Quyền Giác nha. Mà mấy hôm nay tôi nhờ tôi giảng Kinh Di Ma Cật á, tôi thấy cái câu này nó tuyệt quá. Tổ sư Quyền Giác có nói á, hữu nhân vấn ngã giải hà tâm. Là có người lại hỏi Ngài á, vậy chứ Ngài tôn cái tâm gì? Hữu nhân vấn ngã là hữu nhân là có một cái người, chứ hữu là có đó. Có hữu nhân vấn là hỏi, ngã là ta. Hữu nhân vấn ngã giải hà tông. Hỏi người vậy chứ hỏi ta tôn pháp môn gì. Thì Ngài nói một câu mà tuyệt vời cả nó. Báo đạo ma ha bát ngã lực. Báo đạo là Ngài báo cho mọi người biết là ta tôn cái đạo bát nhã. Cái tông bát nhã. Bây giờ đó, mình còn kẹt cái tông mình chấp cho nên cái câu đó mà tôi sáng ra tôi mừng lắm. Bây giờ tới vợ mình tu nói, mình tu tông thiền, có người nói tu tông tịnh độ, hay không? Có người nói tu mật tông là tu trì chú á, có người nói tu tông pháp hoa, nhưng mà cuối cùng mấy tông này á nó không rời cái tông bát nhã nha. Tu cái gì tu mà hãy có trí tuệ thì mới làm sao mới thành Phật nha các chị nhớ nha, có trí tuệ mới thành Phật. Thì tôi mới đặt lại vấn đề. Thì Ngài Quyền Giác không nói câu là báo đạo ma ha bát nhã lực. Ngài mới nói tiếp á, thuận hành mà thuận hành nghịch hành thiên mạt trát. Lúc thị gì, lúc thị lúc phi nhân bất thức. Là khi mà cái chuyện khen khi chuyện chê á, vậy chứ người không biết đâu. Mà khi mà làm việc thuận hay làm việc nghịch á, trời cũng không biết nữa, chứ đừng nói chi người. Cái câu này mà trời, tôi giờ tôi nghĩ tuyệt vời. Cái hàng mà thượng thiện nhân á, chứ huynh đệ biết có những cái việc làm người ta mình không biết được người ta làm đó là thuận hay là nghịch đó. Cho nên gọi là thuận hành, nghịch hành, thiên mạch đó. Trời cũng không biết. Cái tôi mới nhớ lại cái câu chuyện có ông thiền sư đó, ông thầy tu đó, ông tu rất đàng hoàng, ông tu mà nhiều người khen tặng ông lắm, nhưng mà ông làm chuyện gì nè các vị nghĩ cơ, rồi người ta nghĩ sao. Thì bữa hôm đó nghe cái ông này tu rất đàng hoàng, đây là thiền sư có thật nghe, chứ không phải câu chuyện đặt ra, mà tôi quên năm nào ở trong cái cuốn Thiền Sư Trung Hoa có đó. Thì cái thời đó đó, người ta cắt cái chùa, nó có ba cái thứ cắt chùa. Thứ nhất là cái chùa của ông vua cắt, thì gọi là cái chùa đó là cái chùa này đặc biệt, giống như ở Việt Nam mình có chùa Từ Hiếu, quý đạo hữu có ra tới Huế chưa, là chùa đó của nhà vua cắt để cho mấy ông thái giám đi tu. Rồi có chùa thì mấy ông quan cắt, có chùa dân cắt, cho nên họ phân biệt vậy đó. Thì chùa vua cắt á là vua bổ nhiệm trụ trì. Thế thì cái chùa vua cắt thì ai mà được vô tới đó là phải làm sao? Phải cái người có tài, cái người có trình độ, cái người có cái thế lực, giàu có quan quyền đứng mới vô cái chùa vua ở. Thế thì nhà vua với các cái chùa đã nuôi rất là đông chư tăng, tăng ni. Vô đó nhà vua nuôi cho ăn học thôi. Nhưng mà bởi vì cái trình độ ngang nhau cho nên ông vua không bổ nhiệm ông nào làm trụ trì được hết á. Ở đó chứ không ai có quyền trọn vẹn trụ trì hết. Bữa đó mới bổ vị thầy này về trụ trì. Mà vị thầy này á là được bà con bá tánh khen ngợi là tu hành đạo đức lắm nha. Thì mấy ông trong chùa mới suy nghĩ rằng á là bây giờ ông thầy này về trụ trì là phải ngon vua bổ mà. Ông này là phải tuyệt vời, phải là trình độ đạo đức rồi coi như là cái gì cũng nhất hết trơn á. Cho nên tất cả mấy ông chúng, mấy ông thầy mà ở trong chùa đã cứ nghĩ vậy. Còn mấy ông thầy ở trong chùa này thì thật ra tu rất là cũng không có phải là dở đâu. Bị ở cái chùa vua mà làm sao giống mẹ bà bị chém đầu sao? Tu rất kỹ nhưng mà còn cái bệnh chấp. Cái bệnh chấp cái gì biết không, là chấp cái gì? Chấp thiện vẫn là chấp nha. Chấp là ông này về là phải là số 1 chứ không khác.
Thế thì ông thầy này ông biết cái bệnh của mấy ông này chắc quá. Bữa đó ông về ông trụ trì. Ông trụ trì mới vừa trụ trì ba bữa đầu à. Ông đi ra chợ ông mua con gà về ông luộc. Tới giờ mà gõ keng keng lên gõ đường ăn cơm á. Vì chùa đông mà phải trưa ăn cơm. Ông bưng từ trong phòng bưng nguyên con gà ra ông ngồi ông xé ông ăn vậy. Thế thì ông ăn xong con gà thì quý vị hiểu sao? Bây giờ tôi hỏi thật nè, bây giờ quý vị động não nè. Mấy ông thầy trong chùa nghĩ sao? Khắp ông chấp, bị ông chấp quá mà. Trời ông thầy này nhất, vua đưa về trụ trì thì coi như phải nhất. Thế thì mấy ông này ăn cơm vừa xong là coi như ông nào ông đấy cũng mang túi này từ giá đã đi hết đó thôi. Gặp ở chung với ông thầy này là ông ở. Thế thì coi như là hơn nửa chùa sau khi ăn cơm xong là cuốn gói ra đi. Ông hòa thượng này ông ngồi ông gật đầu cười ông đây. Ấy thế có con gà mà đuổi hơn trăm người. Có con gà đuổi hơn trăm người. Đây là câu chuyện có thật. Tôi kể đây là với huynh đệ về tư duy nghe. Cái đây là một cái triết lý rất sâu xa. Thế thì còn ở lại là sao? Là những người gọi là không có đủ thông minh. Nhưng mà người ta tu mà người ta không có chấp. Dầu không lanh lẹ như mấy ông kia. Nhưng mà ông thầy đã làm vậy nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là những người chấp kia nhưng mà họ có đủ bản lĩnh rồi. Họ đủ bản lĩnh, họ đủ trình độ, họ đủ cái khả năng nhận thức. Cho nên họ ra đi và họ tới chỗ khác, họ tiếp tục họ mở đạo. Quý vị rõ chưa? Thứ nhất, thứ hai nữa đó là khi nào họ quay trở lại họ ngộ được thì họ bỏ cái chấp kia, họ hiểu được mình nhiều hơn. Bây giờ mình đi về, ví dụ như tôi mới về chùa Vạn Hạnh là tôi mũ mỹ, tôi quay nghi trời, tôi cứ niệm Phật ai nói gì cũng nam mô, nam mô, nam mô, cắn răng và chịu. Quý vị nghĩ coi là tôi rước được bao nhiêu người. Còn tôi làm 2 năm qua là tôi đuổi nhiều đó chứ. Tôi đuổi đây không phải là tôi ghét người đâu. Nhưng mà mấy người quá cố chấp thì mình không chấp nhận, mình chịu đựng nổi. Thì họ ra đi, có thể họ ra được chùa khác. Họ có thể ra đi, họ có một cái giáo đoàn khác, họ tu. Họ theo ông thầy khác, theo cái nhu cầu họ tu. Bởi vì tôi chưa được như ông thiền sư kia, nhưng mà tôi cũng nghĩ như vậy, các vị rõ. Thật sự ra tôi là phàm phu thôi. Nhưng mà tôi cũng có cái điều tôi học cái người xưa đó như vậy. Nhưng mà mình so lại với ông thiền sư kia hay lại so lại với Bồ Tát với Phật thì tôi không bàn cái lẽ nha, cái này tôi nói thật. Nhưng mà vì cái chùa hội thì có khi tôi cũng phải hành trạng như vậy. Chứ bây giờ mà tôi khom lưng cuốn gói, tôi thương hết mọi người, tôi chiều hết để tôi gom về, thì các vị thử suy nghĩ tôi khổ nhiều hơn hay là tôi vui nhiều hơn. Cho nên nay tôi nói cho các vị rõ, vì thưa các vị, có nhiều khi cuộc đời nó phải như vậy. Cho nên lúc thị lúc phi, nhân bất thích. Có nghĩa là khi khen khi chê, thật sự người không có rõ đâu. Vì vậy mà thầy nói cho các Phật tử thương á, bây giờ mình phải thương mình. Thương Phật, quý thầy, thương thầy cũng có nghĩa là thương mình. Bây giờ đến với thầy là phải học đạo. Tôi còn nói chánh pháp như thế này là quý vị học. Chừng nào các vị về đây mà tôi nói tà pháp, tôi dạy mê tín dị đoan, tôi dụ dỗ, tôi làm những cái điều phi pháp, tôi hướng dẫn cho quý vị làm sai trái thì quý vị biết đó là coi như ông thầy này không có chánh pháp. Còn quý vị phải nhớ học đạo. Có nhiều lần Đức Phật đã nhắc á, Phật học đạo với những con quỷ dạ xoa, Phật học đạo với những tên tướng cướp, Phật học đạo với những chú bụt đồng. Chứ đâu có Phật nói là ta hồi xưa giờ ta học đạo với ông Phật, với cái người trên ta, người hiểu biết không đâu. Phải không? Bây giờ các vị nhìn thầy mà quý vị đòi cho thầy phải trọn vẹn. Ông thầy này phải đủ nết na, đủ đạo hạnh. Ông thầy này phải xứng đáng trời người cung kính, quý vị tìm đâu ra. Tôi hỏi quý vị thế gian này quý vị đốt tìm đâu ra. Tôi nói thật à. Ông Phật cái còn bị chê mà không gì tôi là một phàm phu hạng bét. Nhưng mà các vị học đạo, các vị nên nhớ một điều rằng khi nào mình nghe được cái chánh pháp là mình còn may mắn. Còn nếu mình có duyên, mình theo ông thầy nào đó thì mình theo. Không học được gì, mình từ giã ra đi cũng không có muộn. Còn mình theo mình học đạo được
nghe được cái chánh pháp, dầu ông thầy đã có hư hèn, ông thầy đã có chửi bắn mình, có đánh đập mình cũng lót tới mình học đạo. Đó là cái lý đạo nghe các vị. Cho nên tôi bữa nay tôi nói trong nhà hết, bây giờ không còn gì mà tôi giấu giếm nữa, tôi tha thiết với các vị vậy. Ông thầy đã có chửi rủa mình, có mắng nhiếc, có mạ lị mình, nhưng mà khi ông nói được cái chánh pháp, mình học cái chánh pháp đó thôi. Còn cái chuyện mà ông làm sai, ông chửi rủa, ông mắng nhiếc, ông mạ lị, ông hỗn hào, đó sự là cái lỗi của ông, nhân quả của ông. Còn mình đến thì ông học tiếng chánh pháp. Còn nếu mình đến mà không nghe ông thầy đã nói tiếng chánh pháp, thì thôi, mình cuốn gói ra đi. Đừng có theo ông thầy đến uổng. Các vị nên nhớ rõ, cho nên bây giờ học đạo là học cái chánh pháp. Học cái đạo lý. Vì vậy, á, bây giờ các vị người trần đời á, các vị đâu có biết được đá tổ nói đó, lúc thuận, lúc thị, lúc phi, nhân bất thức. Khi thị, khi phi, người không biết đâu. Thuận hành, nghịch hành, chung, thiên mạch á. Có khi nghịch, có khi thuận, trời còn không biết được nữa. Chứ người cái câu tuyệt vời, quý vị dở cái chứng đầu ca đó, câu đó. Bởi vì tại sao có nhiều ông thầy tu á, người ta rất sợ tín đồ đông. Thí dụ như người ta làm được việc gì đó cho một nhóm nào đó rồi á, là người ta tìm cái gì đó người ta làm cho cả nhóm đó người ta bất mãn. Bất mãn ông thầy, nhưng mà giáo pháp họ không bất mãn nghe. Tôi nói cho các vị rõ chỗ đó. Bởi vì sao bây giờ thí dụ như ngay bản thân thầy đây nè, bây giờ quý vị biết tôi khổ tâm lắm không? Thí dụ như tôi không nhớ cái quá khứ rồi thôi. Tôi nằm tôi nhớ quá khứ, rồi tôi nhớ Phật tử này, tôi nhớ Phật tử kia, tôi nhớ những lúc thương, những lúc ghét, quý vị thấy nó khổ biết bao nhiêu. Mình nhớ thương nó cũng khổ, nó chứ đừng nói nhớ ghét. Thí dụ như cái chỗ đó đó, tôi chỗ lá cờ, các vị biết tôi trăn trở lắm. Tôi tính chỗ đó tôi để ghi lại những cái Phật tử có công với tôi ngồi tôi nhớ ai, tôi ghi tên, tôi dán nó, tôi thờ những vị mà chết rồi á. Thì trong đó thí dụ như vạn hạnh này, tôi nói đơn giản thôi. Ông cụ Quyên là cha của chú Cường à. Dù là có một thời gian á, ông cụ sân si thiệt á. Nhưng mà tôi nhớ cái buổi đầu tiên kỷ niệm là ông cụ nói: Thầy phải trụ trì, ông dỗ đùa, ông làm là thầy phải trụ trì ở chùa này. Thì cái hình ảnh đó hình ảnh đẹp á chứ. Đó là một cái ơn đó chứ. Các vị thấy phải không? Còn khi mà sân si của ông cụ á, thật sự trong những cái cuộc họp thôi, chứ không nghe ông cụ nói với tôi. Nhưng mà tôi nghe người đó lại, cho nên làm sao? Tôi giận, tôi buồn. Nhưng mà gặp tôi á, là ông cụ không bao giờ có một thái độ giận hờn như vậy. Thế thì tôi nằm, tôi nhớ cái đẹp. Thành ra bây giờ tôi nghĩ cái hình ảnh đó nó không bao giờ còn nữa đến cuộc đời mình. Thật sự quyết định mà tôi trụ trì vạn hạnh là ông cụ vỗ đùa quyết định, ông vỗ bà, ông làm rần rần vậy đó. Tôi cũng muốn thờ ông cụ đó, chẳng hạn. Hay là những vị Phật tử, tôi muốn lắm, nhưng mà tôi nghĩ thôi, hình ảnh đẹp đó, nó dồn hết vô một cái lá cờ đó. Vì cái lá cờ đó nó biểu trên cái năm châu bốn biển, tình thương một nhà. Thành ra tôi nhìn cái lá cờ đó, tôi bắt đầu tôi quán chiếu từ từ. Cái đống lá cờ này nó có vui, nó có buồn, nó có đau thương, nó có lạc quan, nó có yêu đời, nó có sức sống, gồm thâu nó lại hết. Năm màu nó tượng trưng cho năm châu, bốn góc nó tượng trưng cho bốn bể, nó một hiệp là một nhà như vậy. Thế thì bây giờ tôi bước lên một bước nữa là tôi thương cái người thuận, mà tôi cũng cố gắng tôi phải hóa giải thương cái người nghịch. Trừ ra người nào không đủ duyên thì mình phải chịu. Thế thì như vậy tôi khởi được cái tâm như vậy, thì các vị thấy vui hay buồn? Chắc chắn là vui khi có một vị thầy như vậy. Nhưng mà rồi, thí dụ như cái tâm đó tôi nghĩ các vị nghĩ được bao lâu? Hả? Khi mà cái cảnh nó tới á, thì sao? Thì nó mất cái trạng thái của thanh tịnh đi. Bắt đầu nó nảy sinh ra hỷ nộ ai của quái ố, các vị thấy không? Cho nên tôi rất là thèm những cái phút giây mà thầy trò ngồi như thế này nè. Rồi mình chia sẻ nhau, tôi rất là nhẹ lòng. Để rồi thầy trò dìu dắt với nhau. Thì các vị biết á, tôi không có phước nhiều về vật chất, cho nên có nhiều khi á, cái ăn cái mặc nó dư ăn dư để lắm, nhưng mà tài chánh có khi nó cũng hao hụt, là vì tôi không có người thân bên này nhiều. Hơn nữa là cái tánh của tôi nói thẳng như vậy á, thì ít có người ta thương lắm.
Vì thí dụ như bây giờ tôi nói hiền để tôi cầu nguyện, tôi nhẹ nhàng thì người ta thương nhiều hơn, nhưng mà tôi lại không làm điều đó. Tôi nghĩ tôi cứ đường thẳng của mình đi đi. Thì tôi báo cho Phật tử mừng á, bây giờ tự nhiên có nhiều Phật tử họ điện họ nói tôi dễ thương lắm. Họ nói thầy à, con thấy thầy giảng thẳng như thầy vậy chắc thầy đói á. Nhưng mà thầy an tâm đi, có tụi con. Nếu thầy khó khăn gì thầy cứ cho tụi con hai, nhưng mà quý vị thấy á, nghe người ta nói vậy tôi ông thầy giảng sư tôi có cho ta hai được không? Thật sự mình cứ lương tâm mình đâu cho hai được, nhưng mà đó nào là niềm an ủi. Sáng hôm nay có một vài Phật tử điện nói với tôi, nói thưa thầy, có nhiều người phá thầy á, nhưng mà con hiểu, cho nên khi mà thầy có cái hộp Phật sự gì thầy cứ nhắn tin cho tụi con lo. Thí dụ vậy. Thì tôi nhớ lại lời của cô Trúc nói, có người nói với cổ nói, đừng có cúng dường cho ông thầy tài. Hồi đó giờ cúng không bao nhiêu, làm sao cho tách rời giữa ông thầy với vợ chồng gia ra vân vân, có nghĩa là họ tìm cách họ phá rối đủ thứ. Nhưng mà tôi bắt đầu tôi suy nghĩ, tôi nói trên đời này cái gì nó có duyên số hết á. Cái người mà quý mình rồi đó là quý thuộc mình rồi á, thì cỡ nào nó cũng theo mình à. Còn không có duyên rồi á, thì dầu có cỡ nào họ cũng theo mình đâu. Cho nên thầy nói hôm nay là thầy rất là vui, vui để thầy nói đạo lý cho các vị nghe. Thì các vị cố gắng, tôi không phải cố ý chia rẽ, mà thay vì mình không tụng kinh ở chùa mà mình về đây, vì tôi muốn rằng một tháng có một lần thầy trò ngồi với nhau như thế này trong cái tình thân thương để thầy nhắc nhở đạo cho các vị. Vậy hôm nay cái bài pháp nó thấp cũng không phải là thấp, mà nó cao hẳn cũng chưa phải là cao, nhưng mà tôi thấy rằng các vị sẽ lưu tâm rất là nhiều cái ý, phải không? Ý nhất là nhớ là tôi nhắc ba cái trí, phải không? Nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Rồi cái ý ban đầu Đức Phật dạy cái gì, rồi dần dần Đức Phật dạy như thế nào, rồi mình nhìn cuộc đời con người là nhớ rằng là mình chưa có rõ thì mình chưa có biết cái nào đúng cái nào sai, mình cái việc thuận việc nghịch trời còn không biết, có gì rõ điều đó. Coi như bữa nay tôi nói như vậy là tôi đã mở cho chư huynh đệ một cái gút rất là sâu rồi đó, cái gút dữ lắm đó. Thì các vị từ đây về sau đi làm nó cũng vui, về nhà an tâm mà ngủ, tới ngày học đạo mình về học đạo, rảnh thì về tụng kinh, nhớ đi chùa theo thầy là cốt để học đạo nha. Chứ đừng có dạy mà học cái phiền não uổng nha, cố gắng thôi. Tôi nói bao nhiêu đây thôi nha. Rồi bây giờ sau khi đó cái huynh đệ chúng ăn rồi về, cái mai bắt đầu công việc mới rồi phải không? Các vị có nói gì không? Em nói gì hồi hướng hả? Hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tôi xin nói một phút, ví dụ cái ông thiền sư lấy dụ con gà nhé. Các vị thấy không, phải ông thiền sư này ông thèm ông thịt gà, nhưng mà ông muốn phá chấp nha. Cho nên các vị nhớ chứ đừng rồi ai comment vô là tội nghiệp đó, ông thầy ông đi đâu đó thì sư ăn thịt gà. Nhưng mà ông phải làm như vậy, ông phá chấp. Nhưng mà người ta đã rõ đạo rồi thì người ta ăn cái gà đó coi chừng giống như ông gì đó tế công ăn rồi ông nhả ra cái đó quá thành con gà nó chạy đến lại đó nghe. Rồi thôi nghỉ, chúc quý vị khỏe. Đó, quay cái Phật chưa? Rồi quay rồi. Đẹp quá.